Bây giờ chúng ta nhìn trên màn hình, chúng ta thấy một cái file ảnh một cái cô gái, một cái cô người mẫu mà đã chụp trên một cái nền mà đã xử lý rồi. Cái nền đó, nó có cái màu này tương đồng với cái tóc và tương đồng với cái hệ màu của nhân vật luôn. Thì nếu mà chúng ta dùng phương pháp cắt thông thường thì không thể làm nổi. Không thể làm nổi. Như đó chúng ta phải dùng cái phần mềm Macro để kết hợp với Photoshop. Chứ chúng ta dùng những công cụ cắt ảnh bình thường Photoshop, chúng ta làm rất là mất thời gian và lại không có hiệu quả. Thì cái bài này chính là cái minh chứng cho cái sự là hiệu quả của Macro là như thế nào. Thì bước 1 thì cũng tương tự như các bài trước, chúng ta chuyển về từ lớp background bị khóa đã chuyển về cái lớp bình thường, và sau đó chúng ta vô Macro để chúng ta xử lý. Đang kẹt xe thì nghe nhắn máy. Cũng giống như tất cả các bài trước đây thì chúng ta sẽ chọn những cái màu mà chúng ta giữ lại. Thì cái việc đầu tiên ta sẽ dùng công cụ là Keep Eyedropper, chúng ta đánh dấu vào màu đỏ này nè. Rồi, ta đánh dấu vào màu gì nữa? Màu tím này, màu đen. Và đồng thời đánh dấu vào màu xanh này, màu da này nè. Màu da này nha. Màu này và đồng thời màu trắng này. Màu này đây và màu này. Và ta loại bỏ cái nào? Chúng ta loại bỏ màu hồng, màu tím bên ngoài. Loại bỏ tất cả những cái màu này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng tiếp tục là công cụ Magic Brush. Chúng ta sẽ xóa. Đó, quý vị thấy chưa? Nhìn thấy là tóc nó đi nè, thấy không? Nhìn thấy chưa nào? Tôi cắt tóc 50 giây xong. Nhìn thấy chưa nào? Bây giờ chỗ này mà nó lỡ như thế này không sao cả, chút xíu tôi sẽ giúp quý vị lấy lại. Rồi, giờ chúng ta sẽ làm tiếp. Đó, nó không hề ăn vô trong nha. Nó đi đến đâu nó nói, nhưng mà nó bị dở chỗ nào? Nó tạo ra một cái đường nét màu đen nè. Nhưng mà chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ tẩy đi rất là dễ. Rồi, xong rồi ha. Nó tinh tế mấy độ, người ta để ý thấy là cái sấm sét nó giữ lại luôn nè. Sấm sét giữ lại luôn nè. Tôi giữ luôn cái sấm sét lại luôn, thấy không? Như vậy thì chúng ta mới có thể làm kinh tế được chứ, chúng ta mới ăn tiền người ta được. Rồi xem nào, tới đây rồi chúng ta sẽ dùng tới cái này, người ta làm cho nó nhanh chóng hơi đồ ngồi tô nữa. Đó, ta sẽ kết hợp các công cụ với nhau để làm sao mà chúng ta đạt được hiệu quả là nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Bỏ. Rồi chưa nào? Bây giờ tôi sẽ giúp Lê bị lấy lại nè, bằng cách ta vô trong cái phần chức năng là Matte View. Ta sẽ nhìn thấy có những cái điểm nó vẫn chưa có đạt. Ví dụ như ta sẽ lấy lại cái đầu tiên là ta lấy cái vùng bị phạm, hai cái bàn tay là bị phạm nè, mất à, mất nè. Ta tô trắng có nghe, ta sẽ giữ lại đó, ta sẽ lấy lại cái vùng đã bị mất á. Tương tự như này, ta sẽ lấy lại những vùng bị mất nè, nó ăn lẫn vô trong cái da của ta rồi nè. Ta phải giữ lại những chỗ này. Ta sẽ giữ lại những chỗ này xíu nha. Và đồng thời chúng ta sẽ loại bỏ đi những cái vùng mảnh mà ta chuyển màu này xuống, những vùng mảnh mà nó chưa bị đen tuyền, những chỗ này nè, ta cho nó xuống mất hết toàn bộ. Chúng ta chấm là ta lưu ý là chấm giữa hai cái vùng giữa chứ không phải chấm như thế này. Nó ăn như đây nè, nó ăn giữa cái vùng giữa này nè. Rồi đấy nè. Cái điểm biên cuối cùng là nó tính bằng cái vành, cái hình vành khăn, nhưng mà cái vòng tròn phía trong chúng ta canh cái vòng tròn phía xong đây thì nắp đây nè, thì nó vừa khớp nè, các bạn biết không? Đó, để ý chỗ đó, đó nè, ta chấm nghe đây là canh đây nè, mất nè. Đó, mất theo không? Mất gì là sai rồi, thấy chưa? Chúng ta để đây ở trên Z là trở lại đấy.
Nó y hệt như trong hồ sơ mà trên giấy, là có nghĩa là trả lại. À, chúng ta sẽ xóa đây. Ta hãy cho bé lại. Ta sẽ tạm thời xóa hết tất cả những cái này. Ta phải nhẹ tay và từ từ, không cần phải phải mà gấp cho nó xấu. Ta sẽ làm rất từ từ để tạo được tính mỹ thuật của cái ảnh. Từ như thế chúng ta sẽ xóa những cái này. Rồi. Chúng ta sẽ trở về chế độ này, các bạn sẽ thấy tất cả vùng chúng ta đã được xử lý xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm mất đi những cái đường biên đen và những đường biên đen không đẹp. Thấy phần này là bị mất nè. Chúng ta trở đây chúng ta lấy lại. Ta cho cái này lên trên, ta lấy lại chỗ này chút xíu. Rồi, đổi qua đổi lại đấy. Rồi sau đó chúng ta dùng tiếp công cụ này nha. Ta cho này nó bé là thôi cái gì ạ, bé lại xíu thôi, đừng có lớn quá. Rồi ta sẽ đi lướt nhẹ lên vùng tóc cho nó đỡ gay gắt, lướt nhẹ những khoảng này do lớn quá. Ta thấy cho nó bé lại đây, thấy tất cả những vùng đen nó được xử lý xong nè, những cái vùng biên đen nè trên ảnh nó được xử lý xong. Những cái chỗ này nè, chúng ta để ý chỗ này nè, ta phải cho to lên một chút xíu nữa để xử lý đây cho nó chính xác nè. Nhìn thấy không, mất tất cả nè, nó mất tất cả những cái chỗ này nè đó. Chúng ta nhấn là Save Apply. Thì bây giờ cái hình nó được cắt hoàn hảo. Đó, chúng ta thấy người ta tốn thời gian rất là ít. Ta sẽ cắt cái hình rất là đẹp. Thì giờ giả sử chúng ta muốn ghép một cái nền khác, chúng ta gì? Thay một cái nền khác vào đây thôi là coi như xong. Ta thay một cái nền khác vào coi như là xong rồi. Giả sử ta chọn cái hình nền nào đấy ta đưa vào. Ví dụ tôi sẽ lấy cái hình nào đây. Giả sử tôi có thể chọn cái hình này. Cái nền này tôi có thể đây tôi ghép qua. Là thấy tóc nó vẫn còn giữ được những cái sợi ra ngoe đây. Đó, đó là cái bài mà ông ta cắt tóc mai trên những cái nền mà tạp phức tạp màu nó tương đồng nó lẫn rất là khó chịu.